Nơi công cộng á là cái nơi mà ẩn chứa rất là nhiều điều nguy hiểm, thậm chí là những kẻ xấu có thể họ sẽ trà trộn vào để lấy cắp dữ liệu của các bạn. Thì trong số đó, wifi công cộng chính là cái nguy hiểm nhất, cho nên các bạn cần phải hạn chế truy cập vào các mạng wifi công cộng nha. Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay Minh Tuấn Mobile sẽ đem đến cho các bạn 10 cách để tạo một cái lá chắn bảo mật cực kỳ cao cho iPhone hoặc là iPad của các bạn nha. Thì như các bạn đã biết hoặc có thể các bạn chưa biết thì hệ điều hành iOS luôn nổi tiếng với cái độ bảo mật cực kỳ cao với nhiều bức tường lửa mà khó có những cái hacker nào có thể xâm nhập vào được. Tuy nhiên thì trong quá trình sử dụng thì người dùng của chúng ta cũng phải nên tạo thêm những cái lá chắn bảo mật cho iPhone bằng những cách sau đây. Và cách đầu tiên thì Dung rất là khuyến khích các bạn nên bật tính năng là Find My iPhone cho điện thoại của mình nha. Cái tính năng này còn được gọi là tìm iPhone á. Thì đây, khi các bạn bật cái tính năng này lên, lỡ như mà điện thoại của các bạn có vô tay một kẻ xấu nào đó thì các bạn còn định vị được chiếc điện thoại của mình đang ở đâu. Thậm chí là các bạn có thể lên trang web và xóa thiết bị của mình để tránh vào tay kẻ xấu. Nếu mà chưa kích hoạt tính năng này thì bạn phải kích hoạt liền nha. Đầu tiên thì hãy vào cài đặt nè, bấm vào tên tài khoản ID Apple ở dòng trên cùng và chọn tìm. Kế đến thì các bạn bấm vào cái mục tìm iPhone rồi bật công tắc xanh ở các mục tìm iPhone và mạng tìm. Và cách thứ hai là các bạn phải bật bảo mật hai lớp cho Apple ID của mình. Có nghĩa là Apple ID nó sẽ chứa rất là nhiều thông tin cá nhân như dữ liệu hình ảnh, iCloud và những cái dữ liệu khác cho điện thoại. Cho nên là các bạn cần phải bật cái tính năng này lên, và mỗi khi các bạn bật nó lên khi mà các bạn đăng nhập vào tài khoản iCloud á, thì sau khi đăng nhập tài khoản và đăng nhập mật khẩu thì các bạn phải nhập thêm một cái mã xác minh nữa được gửi đến số điện thoại của các bạn. Đầu tiên là các bạn vào cài đặt, bấm vào tài khoản Apple ID của mình, sau đó chọn vào mật khẩu và bảo mật. Và các bạn hãy bật cái nút là xác thực hai yếu tố. Phía dưới sẽ là cái mục số điện thoại tin cậy và có chứa số điện thoại dùng để nhập mã xác minh. Trong trường hợp là bạn đã đổi số điện thoại thì hãy bấm sửa để đổi sang một số điện thoại mới nha. Và cách thứ ba chính là hạn chế truy cập mạng wifi công cộng không đáng tin cậy nha. Nơi công cộng là cái nơi mà ẩn chứa rất là nhiều điều nguy hiểm, thậm chí là những kẻ xấu có thể họ sẽ trà trộn vào để lấy cắp dữ liệu của các bạn. Thì trong số đó, wifi công cộng chính là cái nguy hiểm nhất, cho nên các bạn cần phải hạn chế truy cập vào các mạng wifi công cộng nha. Bạn có thể ngăn chặn cái việc không cho iPhone tự động truy cập vào các mạng wifi công cộng này bằng cách là vào cài đặt, chọn wifi, chọn hỏi để kết nối mạng và chọn thông báo. Và cách thứ tư, các bạn nên cài đặt cái phần là xóa dữ liệu khi mà thiết bị nhập sai mật khẩu quá 10 lần. Đầu tiên thì mình vẫn phải vào cài đặt, sau đó chọn Face ID và mật mã. Các bạn hãy kéo xuống dưới cuối trang và bật công tắc xanh ở cái mục xóa dữ liệu để kích hoạt tính năng tự động xóa dữ liệu trên iPhone khi mà có người nhập sai mật khẩu đến 10 lần liên tiếp nha. Mình thấy là cái tính năng này khá là hay khi trong trường hợp các bạn bị ai đó lấy mất điện thoại. Tuy nhiên thì trong quá trình sử dụng các bạn cũng phải cẩn thận để tránh bị xóa mất dữ liệu nha. Và cách thứ năm đó chính là các bạn phải bật tính năng là nhìn trực diện vào màn hình để mở khóa Face ID. Có một cái trường hợp sẽ xảy ra khi các bạn dùng Face ID, có thể là trong lúc các bạn ngủ như thế này và người khác đưa điện thoại trước mặt các bạn và có thể mở khóa được Face ID. Và để tránh cái trường hợp này thì các bạn cần bật cái tính năng là mình phải nhìn trực diện vào màn hình thì khi đó mới mở khóa được nha. Để bật tính năng này thì các bạn cần vào cài đặt, chọn Face ID và mật mã. Tiếp theo thì hãy nhập mật khẩu điện thoại của màn hình. Tiếp đến thì các bạn hãy bật công tắc xanh ở cái dòng yêu cầu chú ý cho Face ID. Và đó là 5 cách để các bạn tăng bảo mật cho điện thoại của mình. Bên cạnh đó thì Dung sẽ làm phần 2 nữa nha, các bạn nhớ đón xem đó. À mà các bạn còn những cách nào hay hơn nhớ comment bên dưới nha. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh Minh Tuấn Mobile. Tạm biệt.